Hi, xin chào tất cả mọi người. Mình tên là Nguyễn Trung Nguyên, học sinh lớp 11A7. Thì hôm nay, được sự phân công của cô, thì mình xin giới thiệu cuốn sách Đừng lựa chọn ngay nhìn khi còn trẻ của tác giả Canh Thiên. Thì đây là cuốn sách nói về cuộc hành trình đi đến trưởng thành. Mỗi người trẻ đều phải trải qua những khó khăn, vất vả. Thì hôm nay, mình mời các bạn cùng lắng nghe bài giới thiệu sách của mình. Đừng lựa chọn ngay nhìn khi còn trẻ là dòng chảy ý thức cho những bạn trẻ ngày nay, thổi hồn cho những trái tim chưa được đánh thức bởi nỗi sợ bên ngoài. Cuốn sách khuyến khích người đọc hãy sống một cuộc tuổi trẻ cống hiến và theo đuổi ước mơ. Hình dung về sự thành công có được ngoài thực tế bằng sự kiên trì và nỗ lực không ngừng nghỉ. Cuốn sách được xuất bản vào tháng 2 năm 2019 của tác giả Canh Thiên. Thông tin về tác giả hoàn toàn được dự kiến và độc giả chỉ có thể biết ông là người Trung Quốc. Cuốn sách được biến nên để tạo động lực cho mỗi bạn trẻ, hy vọng tiếp thêm lửa cho trái tim đang khao khát thành công, cho những tâm hồn đang sợ thất bại. Thanh xuân ai cũng mong muốn có cuộc sống mơ mộng, cũng mong muốn có cuộc sống an nhàn, nhưng đừng lựa chọn an nhàn khi còn trẻ như một cái cát vào giấc mơ hoang đường. Cuộc đời không giống như trong phim, bạn không thể thành công sau một đêm. Vậy, bạn học được những gì trong cuốn sách? Cuộc sống là vô thường, hãy sống và theo đuổi ước mơ nhưng cần gắn với hiện thực. Đừng lựa chọn an nhàn khi còn trẻ có hỏi bạn một câu rằng, có bao giờ bạn từng nghĩ đến ước mơ hồi nhỏ của mình? Tưởng tượng sự ngây thơ và nụ cười của mình khi còn bé cho tới lúc trưởng thành. Ước mơ thật sự vẫn còn, nhưng bị bao quanh bởi bức tường mang tên gánh nặng của cuộc sống. Vì nhiều tác nhân chi phối và cũng bởi vì suy nghĩ trì hoãn khiến bạn không thể hình dung rõ ràng ước muốn của bản thân. Nhưng đừng lựa chọn ý nhẹ khi còn trẻ nói cho bạn sự vô thường của cuộc đời. Chúng ta chỉ có thể biết kết quả và điều khiển kết quả của hiện tại, quá khứ đã qua và tương lai thì không thể đoán trước. Hôm nay bạn giàu có, nhưng ngày mai bạn có thể nghèo khổ. Thay đổi bình thường, nó bất chợt, nhưng nó lại là hệ quả của những điều tất yếu xảy ra. Vì thế do đâu bạn cho rằng cha mẹ của bạn giàu có thì bạn sẽ sống mà không lo nghĩ cả đời. Bạn muốn thành công trên con đường hoa, điều đó thật lố bịch. Trải qua những khó khăn của cuộc đời với lòng kiên trì và ý chí mạnh mẽ, bạn sẽ chiến thắng bản thân. Khi đọc Đừng lựa chọn ý nhìn khi còn trẻ, bạn nhìn thấy thành công của Mã Văn, người sáng lập Alibaba. Bạn ngưỡng mộ sự giàu có và vẻ ngoài cuộc sống hào nhoáng, nhưng Mã Văn đã phải chật vật đi khắp nơi bán hàng trong suốt 3 năm để duy trì công ty phiên dịch trước khi thành lập Alibaba. Khi thành lập rồi, ông cũng phải chọn đi hãng taxi rẻ hơn vì khó khăn chưa dứt. Tài năng khổ luyện mà thành, đó mới là đạo lý đích thực. Sau cùng, kiên trì là điều quan trọng để dẫn tới thành công, nhưng đi đúng hướng còn quan trọng hơn thế. Làm sao đi đúng hướng được ứng? Những khó khăn sẽ dạy bạn. Hãy mạnh mẽ đối mặt với những thất bại, đau đớn, tủi nhục, thậm chí là chỉ trích. Đừng dần cả đời để né tránh, vì chứ sao gì bạn cũng phải gặp phải. Hãy sống tích cực và nỗ lực không ngừng. Cuốn sách còn bật mí với bạn đọc một điều rằng thái độ luôn là vũ khí giúp bạn hạnh phúc. Cuộc sống có thể xảy ra hàng vạn điều khiến bạn khóc, nhưng bạn cũng có thể tìm hàng vạn lý do để bạn cười trước những khó khăn. Chúng ta thường hay để ánh nhìn và nhận xét của người khác để mà sống. Nhưng bạn nhớ một điều rằng, mỗi người có một cuộc sống riêng, đừng lãng phí tâm tư của bản thân để sống cho người khác, làm công việc mà mình yêu thích. Nỗ lực phát triển bản thân với một suy nghĩ tích cực và sẽ thấy cuộc sống tràn đầy màu sắc và ý nghĩa hơn. Khi bạn cố gắng tìm kiếm những công việc lương cao, có cuộc sống ổn định mà không cần phải khổ sở đi làm thêm để có cuộc sống tốt hơn, hãy nhắc nhở bản thân rằng nếu bạn không nỗ lực để phát triển tài năng của bản thân trong sự nghiệp thì bạn sẽ không nhận được những gì mà mình mong muốn. Cuốn sách nhắc nhở bạn rằng thành công không đến trong nháy mắt mà cần phải có nỗ lực từng phút, từng giây. Khi bạn leo đến đỉnh của thành công rồi, không phải để bạn có thể nhìn thấy người khác dưới chân mà dùng để mở rộng tầm mắt của chỗ của mình. Mà chúng ta cũng cần phải tập trung làm việc, kỷ luật bản thân. Khi bạn dành thời gian của mình cho mạng xã hội, nhắn tin với bạn bè hay xem phim, thì có rất nhiều người đang cố gắng vươn lên và muốn thay đổi cuộc sống hiện tại. Thay vì lãng phí nó, hãy tìm cách nuôi dưỡng bản thân bạn, có thể học thêm ngoại ngữ, đọc sách, trải nghiệm. Chúng ta hãy dành hết thời gian và toàn tâm toàn ý với công việc của mình để bắt kịp với sự thay đổi từng ngày của cuộc sống, để sau này khi suy nghĩ lại, bạn sẽ không phải nói đến hai từ xá như. Đừng lựa chọn án nhân khi còn trẻ, mà hãy bắt đầu hành trình của mình ngay từ bây giờ và hãy toàn tâm, toàn ý với nó. Mỗi phút, mỗi giây trôi qua, hiện vật đều thay đổi, chúng ta bắt buộc phải thay đổi để thích nghi với chúng. Khi bạn gấp chân sách cuối cùng, đừng trì hoãn mà hãy hành động từ những việc nhỏ nhất để thay đổi bản thân.
Đến đây bài giới thiệu sách của em đã kết thúc. Em xin cảm ơn cô và các bạn đã lắng nghe bài giới thiệu sách này của em. Em xin cảm ơn.